Ok các bạn, một cái tính năng khá là hay khi các bạn sử dụng Zalo, nhiều khi các bạn muốn ghim hoặc là muốn tạo một cuộc trò chuyện với một bạn bè bất kỳ, các bạn muốn nhắn tin nhanh hoặc là muốn sử dụng nhanh vào một cái trò chuyện đó luôn, thì Zalo cũng có cái tính năng đó. Có thể là các bạn dùng các bạn không biết đó là cái tính năng tạo lối tắt ở trên màn hình chính cho một cuộc trò chuyện Zalo bất kỳ. Các bạn chỉ việc chọn ở màn hình chính thôi là tự động sẽ ra cái cuộc trò chuyện đó. Các bạn không cần phải vào Zalo tìm cái cuộc trò chuyện đó nữa. Rất là hay. Bạn nào chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái ứng dụng Zalo của các bạn nhé. Và tại cái ứng dụng Zalo này, các bạn hãy tìm cho mình một cái cuộc trò chuyện bất kỳ nhé. Đấy, các bạn hãy tìm đến một cuộc trò chuyện bất kỳ mà các bạn muốn tạo cái lối tắt ra màn hình chính. Ví dụ như mình sẽ chọn vào cái cuộc trò chuyện này chẳng hạn. Đó, chưa? Thì tại cái cuộc trò chuyện này, các bạn sẽ nhìn ở trên góc phải này có cái phần là cái biểu tượng là ba dấu gạch ngang này. Đấy, các bạn chọn vào nhé. Các bạn sẽ kéo xuống và tìm đến phần là cài đặt cá nhân ở đây. Đó, ở phần cài đặt chung, đấy, các bạn sẽ nhìn thấy, đây, có cái phần là tạo lối tắt gọi Zalo miễn phí ra ngoài màn hình chính. Đây, tức là thêm biểu tượng gọi ra ngoài màn hình chính. Đấy, thì các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đấy, ok. Đây, không có quyền thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái phần cài đặt chung để các bạn cho cái phần tạo lối tắt. Đấy. Các bạn sẽ tìm đến cho mình lối tắt màn hình chính này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, chấp nhận này. Đấy, ok chưa? Sau khi các bạn chọn vào thì các bạn sẽ quay trở lại và các bạn sẽ chọn vào lại cái phần tạo lối tắt của màn hình chính. Các bạn click vào. Đấy, lối tắt đã có trên màn hình chính nhá. Rồi, giờ các bạn sẽ quay trở ra này. Đấy, đây này. Đây chính là cái phần là cái cuộc gọi mình vừa cho ra ngoài màn hình chính nhá. Đây này, đấy, các bạn sẽ click vào. Đấy, và các bạn sẽ thấy là nó gọi luôn nhá. Đấy, ok chưa? Tạo lối tắt cuộc gọi. Rồi, những cái cuộc gọi tiếp theo thì các bạn cũng thực hiện cho mình tương tự như thế nhé. Các bạn cũng vào và đến cái phần là cài đặt cá nhân này. Các bạn chọn ra cái phần lối tắt màn hình chính như thế. Còn các bạn muốn ghim cái phần cuộc nhắn tin, cuộc chat ấy, cái cuộc trò chuyện chat, thì các bạn sẽ nhìn xuống phần bên dưới này. Có cái phần là tạo biểu tượng cho hội thoại này ra màn hình chính. Tức là cái biểu tượng ở bên trên là cái phần là gọi, ở bên dưới là cái phần là nhắn tin. Ok chưa? Cuộc trò chuyện bằng văn bản các bạn sẽ chọn vào đó, các bạn chọn vào cái là nó sẽ tự động nó sẽ đưa ra ngoài màn hình chính. Đây, ở đây mình có hai cuộc trò chuyện rồi, các bạn nhìn chưa, có cái biểu tượng gọi này, các bạn nhìn ở phía góc này này. Đấy, nó có cái biểu tượng là cái bộ đàm ấy, đấy là cái biểu tượng cuộc gọi, còn bình thường nó không có là cái biểu tượng nhắn tin. Ví dụ như mình chọn ở đây, đấy nó ra cuộc trò chuyện nhắn tin luôn, mình chọn ở đây nó sẽ ra cuộc trò chuyện gọi luôn. Đấy, rất là hay nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều.